Giới trẻ Việt Nam đã hiểu đúng và đủ về tài chính công và ngân sách nhà nước được quản lý sử dụng như thế nào hay không? Để hiểu rõ về vấn đề này, chúng tôi đã làm một phép thử thông qua một cuộc khảo sát nho nhỏ. Có một vài câu hỏi được đặt ra. Theo bạn, ngân sách nhà nước là gì? Gần như các câu trả lời được đưa ra là mình cũng không rõ nữa. Quan tâm làm gì đâu, cái đó to tát quá. Hoặc là không liên quan đến mình. Còn khi được hỏi, bạn có đóng góp gì vào ngân sách nhà nước hay không? Thì có bạn trả lời là tôi đang đi học, chưa đi làm, nên không có đóng góp gì vào ngân sách nhà nước cả. Có bạn khác lại trả lời lương đi làm chưa đủ sống, thì tôi đóng góp được gì? Có câu trả lời thì lại là chưa bao giờ đóng thuế, không biết. Có vẻ như giới trẻ đang chưa thực sự có đầy đủ thông tin để quan tâm tới vấn đề ngân sách nhà nước. Thực chất, những vấn đề về nhà nước và ngân sách nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp vào cuộc sống của mỗi chúng ta. Nó ảnh hưởng như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem sao nhé. Trước hết, hãy cùng tìm hiểu ngân sách nhà nước là gì nhé. Nói một cách chung nhất, ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu chi của nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước. Nghe vẫn chưa rõ ràng lắm nhở? Thế khoản thu ở đây là gì? Khoản thu ngân sách nhà nước là tổng hợp của nhiều nguồn. Đầu tiên phải kể đến là nguồn thu lớn nhất, đó là thuế do các tổ chức và cá nhân nộp theo quy định của pháp luật. Ví dụ như là thuế giá trị gia tăng này, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, vân vân, nói chung là khá nhiều loại thuế đấy nhé. Các nguồn tiếp theo chiếm tỷ lệ ít hơn đó là các khoản phí, lệ phí, các khoản thu từ các hoạt động kinh tế của nhà nước, các khoản vay của nước ngoài, các khoản viện trợ, bán tài sản công, ví dụ như là tài nguyên như dầu mỏ, khoáng sản chẳng hạn, các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. Nói tóm lại, mọi người dân đều đang đóng góp cho ngân sách nhà nước một cách trực tiếp thông qua các khoản như là thuế thu nhập cá nhân, các khoản phí, lệ phí, hoặc là gián tiếp thông qua hoạt động đời sống hàng ngày như là mua bán hàng hóa, ăn uống, đi lại, vui chơi, hoặc theo các hình thức khác. Vậy, ngân sách nhà nước sẽ được dùng vào việc gì? Về tổng quát, những khoản chi của ngân sách nhà nước sẽ được chia làm 4 khoản chính như sau. Đầu tiên là nhóm chi thường xuyên, bao gồm các khoản chi nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của nhà nước, ví dụ như là lương công nhân viên chức, chi cho các đơn vị sự nghiệp như y tế, giáo dục, chi cho an ninh quốc phòng, vân vân. Thứ hai là nhóm chi đầu tư phát triển. Đó là các khoản chi dài hạn nhằm làm tăng cơ sở vật chất của đất nước và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ví dụ như là xây đường, xây cầu, bệnh viện, trường học, vân vân. Tiếp theo là nhóm chi trả nợ và viện trợ, bao gồm các khoản chi để nhà nước thực hiện nghĩa vụ trả nợ các khoản đã vay trong nước, vay nước ngoài khi đến hạn và các khoản chi làm nghĩa vụ quốc tế. Và cuối cùng là nhóm chi dự trữ. Đây là những khoản chi ngân sách nhà nước để bổ sung vào quỹ dự trữ nhà nước và quỹ dự trữ tài chính. Vậy chúng ta có những quyền gì? Nói một cách dễ hiểu, chúng ta chính là những người thường xuyên đóng góp trực tiếp và gián tiếp vào ngân sách nhà nước. Vậy nên chúng ta đều có quyền được biết thông tin về ngân sách, cụ thể là các mục tiêu kinh tế, xã hội cần được thực hiện trong năm, cơ cấu thu ngân sách, cơ cấu chi ngân sách trong năm. Quyền có tiếng nói và nhận phản hồi về thu chi phân bổ ngân sách và quyền quản lý giám sát hiệu quả sử dụng ngân sách. Biết là vậy, nhưng khi nào và làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện quyền này cơ chứ? Chúng ta có thể thực hiện quyền này ở tất cả các bước của chu trình ngân sách. Vậy bạn đã nắm được chu trình ngân sách hay chưa? Chu trình ngân sách gồm 4 bước. Bước 1. Lập ngân sách. Dự toán ngân sách nhà nước được lập bởi Ủy ban Nhân dân các cấp, các ngành liên quan và phải được tham vấn và công khai minh bạch với người dân. Theo Điều 15 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Bước 2. Phê chuẩn ngân sách. Hội đồng Nhân dân các cấp và Quốc hội chính là cơ quan đại biểu dân cử, đại diện cho người dân để phê duyệt ngân sách nhà nước. Bước 3. Chấp hành thực hiện ngân sách. Người dân và cộng đồng có quyền giám sát quá trình chấp hành và thực hiện ngân sách của Ủy ban Nhân dân các cấp, các ngành liên quan. Bước 4. Quyết toán và kiểm toán, đánh giá ngân sách. Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước phải được thẩm định và phê chuẩn bởi Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và công khai cho người dân. Công khai minh bạch ngân sách là đảm bảo quyền tham gia của người dân và quản lý ngân sách. Hãy là một công dân có trách nhiệm bằng việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng ngân sách hàng năm cùng quản lý giám sát chi tiêu ngân sách. Ngân sách nhà nước, của dân, do dân và vì dân.